sau thất bại ở chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Tiếp đó lại bị đánh mạnh ở Trung Du đường 18 Hà Nam Ninh, Nghĩa Lộ. Quân Pháp lâm vào thế phòng ngự bị động. Để giành lại thế chủ động, mùa đông năm 1951, Pháp mở cuộc tiến công ra Hòa Bình, lập phòng tuyến sông Đà, nối liền với phòng tuyến phòng thủ trung tâm sông Đáy, tăng cường khả năng phòng thủ đồng bằng Bắc Bộ, cắt đứt đường liên lạc giữa chiến khu Việt Bắc với các liên khu 3 và 4. Quân đội Nhân dân Việt Nam tập trung đột phá tuyến sông Đà, đánh quân đội Pháp càn quét ở Nam Ba Vì, tiến công diệt cứ điểm Tu Vũ, đánh nhiều trận phục kích, cắt đứt tuyến vận chuyển của quân đội Pháp trên sông Đà, uy hiếp đường 6. Tháng 12 năm 1951, một đoàn vận tải của quân Pháp gồm 50 chiếc xuất phát từ thị xã Hòa Bình. Kiểm tra lại đạn dược, tập hợp sau 3 phút. Địch phản công, anh em theo tôi lên tiếp ứng. Nào, đi thôi. Vào vị trí chiến đấu, đội chúng đã thật gần. Lánh bắn. Bắn! Thả chúng đi! Giết chúng nó! Xông lên! Nhanh lên, nhanh lên! Hồ Linh! Huỳnh! Chiếc này lên cái chiếc M8! Đó! Bắn lên! Xung kích theo tôi!
Tiến lên! Tiến lên! Các anh là bên phải, chúng tôi là bên trái. Bọn chúng sắp lên đây rồi. Sẵn sàng. Quay lại hỗ trợ các đơn vị ở phía sau. Đi thôi anh em. Xung phong. Xung phong. Lên đây, chúng tôi đã tiêu diệt sạch bọn chúng. Anh em của đội thương vong gần hết rồi. Tình hình phía sau còn căng lắm. Để cần nhiều xe bọc thép. Các đồng chí lo chăm sóc thương binh, chúng tôi sẽ xử lý khẩu SKZ.
Huỳnh, Hà, lên trước trinh sát. Rõ. Rõ. Thank you.
có sao không anh Binh? Không, không sao. Báo tin cho gia đình tớ thăm anh. Em sẽ trả thù cho anh, sẽ tìm được anh.